Đây là kết quả sau khi Kỳ Lân đã hoàn thiện việc gắn linh kiện từ vàng nguyên khối và những viên kim cương hoặc xoàn tự nhiên vào trong chiếc điện thoại. Những chi tiết vàng và kim cương này được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Rougon ánh sáng bóng, kết hợp với những viên kim cương hoặc xoàn tự nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một với thông số, độ sạch, kích thước và những thông số cho viên kim cương này lấp lánh nhất, cũng như là kỹ thuật chuyên sâu của thợ chuyên nghiệp kỹ thuật làm nguội bề mặt đáy ở những viên kim cương trên nền vàng này một cách sạch và hỗ trợ tối đa việc phát sáng, chiếu sáng của những viên kim cương hoặc xoàn. Và đây là những cái gốc trong chiếc điện thoại Kỳ Lân đã tháo ra. Đây là phần gốm, nguyên phần gốm này và phần chữ V này được Kỳ Lân tháo rời ra, cắt đi và Kỳ Lân chế tác bằng chất liệu vàng. Có nghĩa là không phải ốp ở ngoài mà chi tiết từ chất liệu gốm này Kỳ Lân tháo ra và cắt đi. Kỳ Lân chế tác lại cái phần này nhưng bằng chất liệu vàng, tức là nguyên khối, nguyên miếng này như thế này luôn. Và phần chữ V này cũng vậy, là nguyên miếng này Kỳ Lân bỏ ra ngoài, Kỳ Lân cắt ra ngoài, Kỳ Lân chế tác bằng một cái miếng như vậy nhưng là vàng nguyên khối AU750 như thế này và ráp vào cả hai chiếc điện thoại. Và hai chiếc điện thoại này là hai chiếc điện thoại Vtu cảm ứng nắp gập dẫn thanh cấu hình mạnh, thuộc dòng điện thoại hạng sang của thương hiệu Vtu, một trong những thương hiệu về điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Vì khách hàng này đã đặt là hai phiên bản là da cá luôn, thì dòng Vtu Iron Flip này sẽ có nhiều phiên bản da lưng khác nhau, ví dụ như là phần da bê, phần da cá và phần carbon.